Top cặp đôi môn đăng hộ đối gọi tên Miyu, Minh Đạt. Hôn lễ của Miyu và thiếu gia Minh Đạt đã chính thức khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn nha mấy ní ơi. Ngoài những con số khủng tụi mình liên tục bon trend để có được, thì câu chuyện môn đăng hộ đối rõ ràng đưa thẳng Miyu, Minh Đạt on top 1 đúng không nào? Nói chủ đề này phải bắt ngay qua câu chuyện xuất thân của cả hai. Ông Trần Duy Hy và bà Huệ Thu vừa trở thành ba mẹ chồng của Miyu đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp về ngành nhựa và đang nắm trong tay một tập đoàn nhựa lớn nghìn tỷ Duy Tân. Tập đoàn nhựa Duy Tân hiện đang có 5 nhà máy sản xuất và phân phối sản phẩm nhựa trên toàn quốc. Đồng thời, những mặt hàng này còn được xuất khẩu sang hơn 60 thị trường quốc tế. Tập đoàn của nhà chồng Miyu có doanh thu khủng mỗi năm. Vào năm 2023, công ty nhà nam doanh nhân nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm của công ty có mặt tại hơn 60 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Doanh số của các sản phẩm xuất khẩu đi Mỹ cùng một số thị trường quốc tế khác chiếm tỷ trọng 20%. Trong khi đó, Miyu cũng xuất thân trong một gia đình gia giáo khi có ba là người quyền lực. Ông khá nghiêm khắc, từng không ủng hộ con gái đi theo con đường nghệ thuật mà ông mong muốn con nối nghiệp, trở thành công an hoặc làm dược sĩ, mở một tiệm thuốc Tây. Miyu từng chia sẻ, bản thân khi còn đi học được nhiều bạn trai để ý và tìm được số điện thoại để tìm gặp, tuy nhiên họ đều không vượt qua được ải của ba ruột Miyu. Về cá nhân, chồng thiếu gia Miyu là doanh nhân Trần Duy Minh Đạt. Anh hiện đang nắm giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa Duy Tân. Bên cạnh đó, ông xã Miyu còn là phó chủ nhiệm câu lạc bộ doanh nhân gia đình trực thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Minh Đạt sinh năm 1990, kém cô 1 tuổi, sở hữu diện mạo điển trai, thu hút tựa thư sinh. Anh chàng hiện đang sở hữu tấm bằng cử nhân lẫn thạc sĩ gồm cử nhân ngành tài chính và quản lý Đại học Virginia và thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh Đại học California. Còn với Miyu, cô nàng vốn dĩ đã nổi tiếng từ năm 2007 với danh xưng Hot Girl. Bên cạnh đó, Miyu còn thành công phát triển sự nghiệp người mẫu ảnh, diễn viên và thu về những thành công ấn tượng. Không chỉ xinh đẹp, cô còn gây ấn tượng với nền tảng học thức tốt. Miyu là cựu sinh viên trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại, cô đang là giảng viên tại một trường đại học thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Ở tuổi 34 trước khi kết hôn, Miyu được mệnh danh là đại gia showbiz. Cô nàng từng liên tục khoe sở hữu nhiều sổ đỏ, túi hiệu có giá trị hàng trăm, thậm chí hàng tỷ đồng. Với những gì cặp đôi và gia đình sở hữu, không khó để họ tổ chức sự kiện đám cưới xa hoa, lộng lẫy có giá trị được dự đoán lên đến hàng tỷ, thậm chí là chục tỷ đồng. Còn mấy ní dự đoán con số nào, ra giá đi nào? À mà khoan, trước khi ra giá, nhớ follow Bon Trend để update tin hot mỗi ngày nha.